tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp còn ai đi qua cửa mà vào người ấy là mục tử người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra khi đã cho chiên ra hết anh ta đi trước và chiên đi theo sau vì chúng nhận biết tiếng của anh chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều Chúa Giêsu nói với họ. Vậy, Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào, mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ, Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. thưa anh chị em, tôi đã nói với anh chị em từ đầu thánh đế là chủ nhật hôm nay được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. cho nên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đôi điều về ơn thiên triệu. Ở cách đế ít ngày có một bạn trẻ email cho tôi kể chuyện về một linh mục Việt Nam nhưng mà sống ở bên Mỹ. Và linh mục đó cũng là một bác sĩ nữa. Thế rồi trong cái mùa đại dịch Covid-19 này thì ở bên Mỹ, cái thành phố và tiểu bang New York là nơi bị thiệt hại trầm trọng nhất. Rồi thống đốc của bang New York mới kêu gọi các bác sĩ y tá ở các nơi nếu có thể thì xin đến giúp đỡ thế vị linh mục này cũng là một bác sĩ cho nên ông ấy quyết định là tạm rời nhiệm sở của mình trong một thời gian và đến New York trong tư cách một bác sĩ làm việc trong một bệnh viện để giúp cho các bệnh nhân COVID-19. Anh nhờ bạn trẻ đó kể cho tôi nghe câu chuyện và sau đó hỏi tôi rằng Thế thưa cha, thế ông cha này, ông cha ở trong câu chuyện này, ông có hai nghề. Một nghề là bác sĩ, một nghề là linh mục. Tôi mới nói với người bạn trẻ đó là không có đâu. Ông chỉ có một nghề là bác sĩ thôi, còn làm linh mục không phải là một nghề anh bạn trẻ đó hỏi là tại sao vậy thì thay vì trả lời câu hỏi tôi đặt cho người trẻ đó một số câu hỏi ngược lại giả như bây giờ con quyết định kết hôn với một người bạn gái mà con yêu xây dựng một gia đình mới Thế để con có nghĩ rằng cái chuyện mà làm chồng, làm vợ Rồi sau này làm cha, làm mẹ là một nghề không? Thưa cha không Người ta đi làm nghề ở ngoài một ngày 8 tiếng Và sau 8 tiếng đồng hồ đó Thì người ta về với cuộc sống riêng của mình Thế con có nghĩ rằng khi con làm chồng, làm vợ rồi làm cha làm mẹ trong một gia đình Thì mỗi ngày con làm chồng làm vợ 8 tiếng không? Làm cha làm mẹ 8 tiếng không? Hay là con làm chồng làm vợ làm cha làm mẹ suốt ngày 24 trên 24 Và hơn thế nữa là suốt đời Người ta đi làm nghề ở ngoài Người ta lĩnh lương Để đem về lo cho gia đình Thế còn con nếu con lập gia đình con làm chồng làm vợ trong một gia đình rồi con làm cha làm mẹ của một số con cái con có lĩnh đồng nào không hay là ngược lại con lo con đi làm ở ngoài để con lấy tiền con lo cho gia đình nếu tôi đặt một số câu hỏi như vậy thì lập tức là người bạn trẻ đó hiểu ngay đời sống hôn nhân gia đình của phần đông anh chị em đang có mặt ở đây nó không phải là một nghề. Ngay cả những người không có niềm tin tôn giáo người ta cũng nói đến thiên chức làm mẹ cơ mà thiên chức cơ mà. hết cái sức cao quý. Cho nên hôn nhân gia đình không phải là một nghề. Mà trong cái nhìn của Đức Tin Công giáo chúng ta Đó là một ơn gọi Chính vì vậy anh chị em nhớ lại Cái ngày mà anh chị em làm lễ hôn phối coi. anh chị em thuộc lòng và hơn nữa còn ghi cái câu kinh thánh ở trên thiệp mời người ta dự tiệc cưới của mình nữa. Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân định. Có nghĩa là chính Chúa kêu gọi chính Chúa kết hợp hai người nên một. Chính Chúa. Cho nên hôn nhân gia đình là một ơn gọi. Tương tự như vậy. Làm linh mục tu sĩ không phải là một nghề. Nhưng là một ơn gọi. Và ở Việt Nam chúng ta dành cho cái ơn gọi này một tên rất đẹp là ơn thiên triệu Gọi là ơn thiên triệu Bởi vì tiếng gọi đó đến từ thiên chúa Ngày xưa Chúa Giêsu đã kêu gọi những người trẻ có tên là Phêrô, là Andre, là Gioan, là Giacobê. Chúa nói với những người trẻ đó là hãy theo ta, ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ trải lưới người. Ngày hôm nay cũng vậy thôi Chúa Giêsu tiếp tục kêu gọi một số bạn trẻ Vào đời sống linh mục tu sĩ Cái tiếng gọi đó có thể đến với một người trẻ bằng nhiều cách lắm Một câu kinh thánh thôi Augustino ngày xưa mở sách thánh ra gặp một câu kinh thánh ở trong thư của thánh phaolô gửi tín hữu roma thay đổi đời sống hoặc là cảm nhận trong lòng mình có một cái sự thúc giục nội tâm mình mong ước có một đời sống lý tưởng nào đó hoặc là mình nhìn thấy cái công việc thánh thiện mà các linh mục thường làm mình cảm thấy mình mong muốn được sống với đời sống như vậy hoặc là nhìn thấy đời sống của một linh mục hay một tu sĩ nào đó mình cảm thấy là đời sống đó đẹp quá và mình được lôi cuốn muốn sống với đời sống đó tôi gặp không ít các em chủ sinh nói với tôi vì con thấy cha đó sơ đó cho nên con muốn đi tu. Cho nên tiếng gọi của Chúa có thể đến với một người trẻ bằng nhiều cách lắm. Thế nhưng thưa anh chị em, có khi nào mà tiếng gọi của Chúa đến mà chúng ta từ chối ông? Nhiều lắm. Hoặc là không nghe Hoặc là nghe mà từ chối Đức Giáo Hoàng Phan Cô Nói đến hai nguyên nhân Thứ nhất đó là khách quan Thứ hai là chủ quan Cái nguyên nhân khách quan Có thể là cuộc sống ngày hôm nay Có quá nhiều quyến rũ Quá nhiều cám dỗ ở bên ngoài Khiến cho người trẻ cảm thấy khó lắm Để mà đáp lại tiếng gọi của Chúa sống làm linh mục đi tu mệt quá <laughs> hồi trước khi tôi còn làm việc ở thành phố hồ chí minh tôi để ý thấy một điều này hầu hết các em chủ sinh vào chủng viện là từ những gia đình và những giáo sứ ở vùng ven của thành phố còn ở cái lõi của thành phố Hồ Chí Minh, ở trung tâm đó, rất ít người trẻ đi tu, đặc biệt là nữ giới. khi về mỹ tho này, tôi cũng nghe nói có những giáo xứ có truyền thống, có rất nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ, nhưng mà bây giờ hầu như ít lắm. và khi quan sát thì thấy một trong những lý do nó là những giáo sứ đó ngày xưa ở vùng nông thôn bây giờ đang trở thành khu công nghiệp. cho nên có cái nguyên nhân khách quan cái cuộc sống bên ngoài ngày hôm nay nó nhiều quyến rũ nhiều hấp dẫn đối với người trẻ khiến cho mình sợ mình không dám đáp lại tiếng gọi của Chúa Để mà bước vào đời sống linh mục tu sĩ Cái nguyên nhân chủ quan nữa Ở nơi mỗi một người Đức Giáo Hoàng nói Là mình thiếu sự thinh lặng nội tâm Cái tiếng gọi Chúa ở trong tâm hồn Nhưng mà bên ngoài nó ồn ào quá Nhất là thời đại này Suốt ngày điện thoại Suốt ngày mạng xã hội Lúc nào cũng tràn ngập thông tin Lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh Chẳng còn nghe thấy tiếng Chúa đâu Cho nên là Đức Giáo Hoàng mới khuyên các bạn trẻ là Chúng con tìm giờ sống yên tĩnh Suy nghĩ Cầu nguyện Bàn hỏi với những người hiểu biết có kinh nghiệm hơn để từ từ khám phá xem Chúa gọi con sống với đời sống nào Và không chỉ các bạn trẻ Nhưng mà thưa anh chị em Chính chúng ta Chúng ta được mời gọi Để góp phần vào cái việc Vun trồng ơn thiên triệu đó Mà trước hết Là gia đình của anh chị em ấy. Gia đình của anh chị em có thể là cái chủng viện đầu tiên Tức là nơi ươm mầm ơn gọi Ươm mầm ơn thiện triệu Từ lòng những gia đình công giáo mà đạo đức tốt lành Sống bình an Thì có thể một đứa trẻ nó lớn lên ở đó nó cảm nhận được tiếng chúa gọi dễ hơn để rồi đáp lại tiếng chúa kêu gọi còn các linh mục và các tu sĩ và cả chúng ta nữa đôi khi phải làm cho tiếng gọi của chúa trở thành cụ thể có nghĩa là chính mình đặt câu hỏi đặt vấn đề với những người trẻ ở việt nam chúng ta may mắn là chúa cho còn có nhiều ơn gọi lắm cho nên mình không có quan tâm lắm đâu tôi nhớ khi tôi còn đi học ở bên mỹ tôi có làm việc ở một cái nhà thờ bên đó cái vị giám mục của giáo phận đó thỉnh thoảng đến dâng lễ ở đó và khi mà ngài đến dâng lễ thì mà ngài gặp bất cứ một anh bạn trẻ nào là ngài hay hỏi lắm con có muốn làm linh mục không con có muốn vào chủng viện không? <laughs> Nghĩa là chính Ngài đặt câu hỏi, chính Ngài đặt vấn đề Làm cho cái tiếng gọi của Chúa chúng nó trở nên cụ thể, nó trở thành mạnh mẽ hơn Thế tôi mới chia sẻ với anh chị em đôi điều trong ngày chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ở Việt Nam chúng ta thì Chúa cho còn phong phú, nhưng nếu anh chị em nhìn ra trên thế giới thì sẽ thấy rất nhiều nơi trên thế giới ngày nay đang thiếu vắng linh mục các linh mục già đang chết dần đi và thế hệ linh mục trẻ không đủ để thay thế cho nên chúng ta được kêu gọi để cầu nguyện cho ơn thiên triệu cho có nhiều người trẻ can đảm và quảng đại khám phá tiếng gọi của Chúa và đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chúa Giêsu nói ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta đến để cho chiên của ta được sống và sống dồi dào. Chúng ta cần có các linh mục để đem cái sự sống của Chúa đến cho người ta đem lời chúa đem thánh thể chúa đem ơn tha thứ của chúa đem ân sủng của chúa đến cho người ta để họ được sống dồi dào đấy là tâm tình và ý nguyện mà chúng ta hợp ý với hội thánh dâng lên chúa đặc biệt trong thánh lễ hôm nay amen